Thưa quý vị, nhằm từng bước giải bài toán xử lý rác thải sinh hoạt theo hướng bền vững, thành phố Đà Nẵng quyết định dành nguồn ngân sách để đầu tư một số trạm trung chuyển rác quy mô lớn và hiện đại. Trước mắt, trạm trung chuyển rác thải tại đường Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu đã được xây dựng, dự kiến khánh thành và đưa vào vận hành vào dịp 30 tháng 4 năm nay. Trạm trung chuyển rác đường Lê Thanh Nghị có công suất xử lý 485 tấn rác thải một ngày, được đầu tư xây dựng trên diện tích gần 3.500 m². Qua 10 tháng thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành. Đây là trạm trung chuyển rác quy mô hiện đại đầu tiên được xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 171 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư, kiêm điều hành dự án, liên danh Sinsamco thi công. Và theo dự kiến thì chúng tôi sẽ tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác vận hành thí nghiệm từ trong giai đoạn 34 một năm này. Và để làm được điều này thì ngoài cái nỗ lực của Ban Quản lý Dự án, rồi các đơn vị tư vấn thi công và đặc biệt là cái vai trò giám sát kiểm tra của sở, thì bọn tôi là trong suốt quá trình triển khai thì tăng cường kiểm tra từng cái giai đoạn, từng cái công đoạn, đảm bảo là cái đơn vị thực hiện đúng những cái tiến độ đặt ra. Và đặc biệt là cái chất lượng của công trình là một trong những cái yếu tố mà chúng tôi rất quan tâm, bởi lẽ đây là một cái dự án mà nó nằm ngay ở cái vị trí công viên thanh niên, rất gần cái khu dân cư, cho nên cái yếu tố thẩm mỹ luôn luôn được đặt ra hàng đầu. Và với những gì mà chúng ta thấy thì tôi tự tin và khẳng định rằng dự án này sẽ đảm bảo đúng như kế hoạch đặt ra. Trạm trung chuyển rác gồm các hạng mục cơ bản như trạm ném rác, nhà điều hành, nhà xưởng, thiết bị phục vụ trung chuyển rác và xử lý rác thải công kền. Các hạng mục bảo vệ môi trường như thu gom, xử lý khí thải, nước thải. Hiện phần xây lắp đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang kiểm tra chạy thử thiết bị ép rác, thiết bị nghiền rác công kền và các thiết bị vận chuyển rác, đồng thời hoàn thiện hạng mục sơn tường và trồng cây xanh. Chúng tôi tiến hành thi công từ tháng 6 năm 2021. Hiện nay tiến độ đã đạt được trên 95%. Và về mặt kỹ thuật thì liên danh cũng tuân thủ theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt. Và trong quá trình thực hiện thì cũng đảm bảo các công tác quản lý chất lượng cũng như là vấn đề an toàn lao động trên công trường. Để đảm bảo quản lý và khai thác vận hành hiệu quả công trình, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn về quản lý, vận hành và thống nhất phạm vi phục vụ trung chuyển rác thải sinh hoạt của trạm, đồng thời giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Đô thị Đà Nẵng khẩn trương xây dựng kế hoạch lựa chọn đơn vị vận hành, khai thác trạm trung chuyển rác tại đường Lê Thanh Nghị theo đúng quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các địa phương xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, tập kết trung chuyển rác về trạm, đồng thời chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục bàn giao, nghiệm thu, thực hiện quản lý vận hành công trình theo đúng quy định về quản lý tài sản công và các quy định hiện hành. Khi thành phố lựa chọn cái công nghệ này thì nó đảm bảo những yếu tố, thứ nhất là công nghệ tiên tiến, thứ hai là đảm bảo tất cả các yếu tố về mặt môi trường. Ngoài ra thì như tôi nói là cái trạm trung chuyển rác này nó đặt ở một cái vị trí là gần như là trung tâm của thành phố, cho nên những yêu cầu về mặt môi trường như khí thải, nước thải và kể cả vấn đề mỹ quan thì được đặc biệt quan tâm. Thì tôi cho rằng là với những cái công nghệ chúng ta đã lựa chọn cũng như những cái cam kết mà các bên có liên quan trước người dân, thì tôi tin tưởng rằng là trong quá trình suốt vận hành khai thác thì sẽ mang lại cái sự hài lòng cho người dân. Được biết, sau trạm trung chuyển rác tại đường Lê Thanh Nghị, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục xem xét đầu tư thêm các trạm trung chuyển khác tại các vị trí phù hợp nhằm đồng bộ và hoàn thiện mạng lưới thu gom rác thải trên địa bàn thành phố.